Đúng 5 giờ sáng, tiếng còi vang lên trong doanh trại của trung đoàn gia đình. Các tân binh dậy vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn, xếp đồ dùng cá nhân luyện tập thể dục và bước vào huấn luyện. Sau hơn một tháng nhập ngũ, 750 tân binh ở trung đoàn gia định Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã vững chạc, trưởng thành hơn và nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, an tâm tư tưởng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người thanh niên đối với Tổ quốc. Những ngày tháng 4 năm 2024, tiết trời tại Thành phố Hồ Chí Minh nắng nóng gay gắt, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C. Nhưng hàng trăm tân binh vẫn hăng say tập luyện theo huấn luyện điều lệnh đội ngũ với các nội dung ngắm bắn, ném lựu đạn, gói thuốc nổ và thực hành bắn đạn thật trên thao trường huấn luyện của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Gia Định. Mới ngày nào, các tân binh còn bệnh rịnh tạm biệt người thân lên đường làm nghĩa vụ. Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn huấn luyện ngoại khóa, đến nay, các chiến sĩ mới đã trưởng thành hơn, rắn rỏi, thích nghi dần với môi trường học tập, tích cực tham gia huấn luyện tại đơn vị. Tại thao trường huấn luyện, Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Gia Định phân chia các tiểu đội ra từng khu vực để huấn luyện bài tập điều lệnh đội ngũ, ngắm bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn, gói thuốc nổ và bắn đạn thật. Bất chấp cái nắng đổ lửa, các tân binh luôn thể hiện sự nhiệt huyết, hăng say luyện tập trên thao trường. Cách đó không xa, đại đội 4, tiểu đoàn 1 tổ chức bắn tập bằng đạn thật cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024. Qua đó, kết quả bắn của đơn vị đạt yêu cầu đề ra và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nhiều tân binh vui mừng được trao hoa bắn giỏi, đặc biệt có binh nhì Trần Long Thắng, chiến sĩ tiểu đội 4, trung đội 29, đạt điểm tuyệt đối 30 trên 30 điểm. Nhờ sự hướng dẫn, chỉ huy tận tình của các cấp chỉ huy từ tiểu đội đến trung đội, đại đội, hướng dẫn tận ngày qua ngày, tập bắn rèn luyện bất kể nắng mưa. Tôi lên đến khu vực bắn thì nghe theo sự hướng dẫn của người chỉ huy bắn đã nắm đúng yếu lĩnh động tác và ngắm đúng vào điểm đã xác định. Và đó được 3 điểm 10. Đối với tân binh mới vào trung đoàn gia đình thì đặc điểm của trung đoàn gia đình chúng tôi thì tân binh hoàn toàn con em trong Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy cái môi trường sống của chiến sĩ thanh niên trước khi nhập ngũ thì cũng cơ bản là đi học và đi làm một số cái nội dung liên quan đến công tác đời thường. Tuy nhiên khi vào trong môi trường quân đội thì sống bắt buộc phải có sự nề nếp. Vì vậy ngay từ khi chúng tôi nhận tân binh thì đã hướng dẫn cho chiến sĩ từng bước một để dần dần hòa nhập với môi trường của quân đội theo cái nề nếp tác phong của quân đội. Cùng từ đó thì qua cái giới thiệu huấn luyện trong cái giai đoạn tân binh thì chúng tôi đã tập trung cố gắng hướng dẫn anh em từng kỹ thuật, động tác, từng nội dung một, hướng dẫn từng bước từ thấp tới cao để cho tân binh dần dần làm quen với cái điều kiện hoạt động quân sự. Qua huấn luyện thì giới thiệu để cho anh em nắm tính năng, cấu tạo, kỹ thuật các loại vũ khí trang bị. Thông qua đó thì đến ngày hôm nay chúng tôi tổ chức buổi bắn tập bia số 4, buổi 10 của bài một súng tiểu liên AK. Thì nhiều đồng chí đã tự tin bắn vào mục tiêu và đặc biệt là một số đồng chí đạt thành tích rất là cao, đó là 3 điểm 10. Với những cái đồng chí đạt thành tích cao như thế này thì đơn vị chúng tôi là có sự thưởng nóng để động viên, khuyến khích anh em để tạo cái sự khuyến khích cũng như là xây dựng một cái môi trường văn hóa có sự cạnh tranh trong rèn luyện, trong học tập để đạt được cái thành tích cao nhất cũng như là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đời mình là một khúc quân hành, đời mình là bài ca chiến sĩ. Ta ca vang chiến binh qua hàng ngày, lường bay trên núi đồi biên cương đến nơi đào xa. Sau thời gian huấn luyện, các tân binh còn tích cực tham gia các hoạt động thể thao, tăng gia sản xuất, trồng rau xanh tại đơn vị. Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày, mà còn tăng thêm sự gắn kết, học hỏi thêm những kiến thức để trưởng thành hơn sau này.